khoát mình nạo vừa xong thì giờ mình đem vô mình nước cho gia vị nha, mình nước tiêu tỏi bột nêm gì đó. Thì các bạn nào mà thích ăn béo á, thì mình có thể xay vô thêm xíu thịt ba gọi ha, không có đủ béo. Cái này mình làm tại nhà nha, nên 100% là cách phát không. Còn số bạn nếu mà các bạn mua chợ á, thì họ có thể xay nhiều thứ cá khác vào nha, thì cái độ dai, cái độ thơm ngon của cá nó sẽ không còn nha. Nó không có bằng mình việc làm tại nhà. Đây thông bột mình nha, thì mình ướp gia vị cho nó thấm nhiều khoảng 15 phút gì đó, nó sẽ thơm ngon. Vậy thì nồi bánh Thái của mình sẽ hấp dẫn hơn nha. Giờ mình chặt dừa để mình làm nước lẩu nha, để tăng thêm hương vị đậm đà của nồi lẩu Thái mình nha. Nếu mình không nấu nước dừa, mình nấu nước lạnh không thì nó không có ngon nha. Ở đây mình nấu nước dừa, rồi thêm đường phèn nữa, nồi lẩu mình thật đậm đà luôn nha. Đây nước dừa nãy mình chặt lên bỏ vào nồi nha, thì mình sẽ bỏ đường phèn vô nữa để cho cái nồi lẩu mình nó ngon hơn nha. Nếu mà các bạn nấu nước dừa với đường phèn, các bạn nấu nước lạnh luôn luôn nó sẽ không ngon bằng. Ở đây nha, mình thử tỏi hành vô thêm nha các bạn. Tỏi hành băm phi lên nha. Khi tỏi hành đừng hồi nấu xong nó cho mình bỏ vào ra các bạn. Tỏi hành phi này thì mình nên phi vừa chín thôi nha, đừng có khét quá nha. Nếu mình khét thì ăn dễ bị bệnh ngâm tốt cho sức khỏe nha. Giờ đây nha, cái xà lách nãy mình ướp cho nó thấm rồi á, thì bây giờ mình sẽ dò cái viên nha. Nghe nồi lẩu của mình thì mình bỏ xả vô thêm nha. Bây giờ mình bỏ thêm một ít nước lẩu Thái ha. Mình không bỏ không được, rất thơm chai nha, thơm sạch sớm cũng được. Mình nấu khoảng 10-15 phút, cá vừa chín thôi nha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình bỏ tôm với mực vào nha. Đó, mình bỏ vô thì hồi mình lên cho nó nhanh nha các bạn, để thôi mình đợi nó lâu. Nấu hải sản nha, nấu Thái hải sản luôn.
tôm, mực, chứ đặc biệt đó là có cá thác lát. Nói chung là vì chỉ có dân quê mình ở đây thì mình mới nấu được cá thác lát. Còn đa số mà nếu mình mua ở chợ là họ pha nghe thôi, chứ không có được như thường mình làm. Xin lỗi cho bà Thường ạ.